đang quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình đi đang trên đường đi ra Combini các bạn, để nhân tiện mình có mua một cái hàng trên Yahoo thì thanh toán qua Combini, thì mình sẽ làm cái video để cho mọi người cùng tham khảo về cái cách thanh toán ở trên Combini khi bạn mua hàng ở bên Nhật này nha các bạn. Thì các bạn có thể mua hàng trên các trang như Amazon hay các trang mua hàng khác, có thể mua nhiều thứ với các đủ các loại hàng. Thì khi mà các bạn không có thẻ thanh toán thì mình có thể thanh toán qua Combini. Thì nay nhân tiện mình đi ra thanh toán thì mình sẽ quay luôn cái video này để các bạn cùng tham khảo khi mua hàng ở bên Nhật. Bây giờ các bạn là mình đang đi đến Combini Family Mart các bạn. Giờ mình sẽ đi vào trong và đi đến cái cây thanh toán để thanh toán cái đơn hàng của mình. Đây có rất nhiều đồ các bạn. Đấy, thì có một pack đang thanh toán nên mình sẽ phải được chờ. Tạp chí các em người Nhật đấy. Mẹ luôn, bây giờ đến lượt mình thanh toán. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ chọn vào để thanh toán nha các bạn. Thì thanh toán khi mua hàng ở trên các trang thì mình sẽ chọn Combini để Harai và Oshiharai các bạn. Thì đây có các cái mục thanh toán ở trên các cái trang mua hàng, là ví dụ mình mua hàng trên mạng thì Yahoo, Amazon, Google gì đây, thì mình sẽ chọn vào đây, đặt cái tên thì mình sẽ chọn vào đây. Đấy thì các bạn cứ chọn vào đây là không vấn đề gì cả. Đây, và cái chọn thì ấn cái số mà bên khi mình thanh chốt đơn hàng thì có một cái mã số gửi về cho mình ấn vào đây và sẽ ấn cái số đấy, mình sẽ ấn cái đơn hàng của mình. Ok, và cái số trên mua hàng trên các cái trang hay Yahoo thì nó hiện ra đây này, nó 8282 đấy các bạn. Đây trên Yahoo hiện 8282 các bạn, mình chọn 8282 vào. Ok các bạn, và chờ nó quay một lúc mà nó sẽ xác nhận cái đơn hàng của mình xem có đúng không. Ui xong đúng, mình sẽ làm lại. Đây rồi, nó đang quay vào xong các bạn, không phải là không lúc mình nhập. Đây thì số tiền của mình sẽ là cái 6810 yên này. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn cái Combini, chọn nó in cái bill ra các bạn. Đây, bill nó in ra đây. Xong, bill này thì mình sẽ cầm lên quầy và nhờ người ta thanh toán là xong. Mình sẽ xác nhận lại một chút. Ok, thế là đã xong cái thanh toán các bạn. Nên bây giờ mình sẽ cầm ra đi đến nhờ người ta thanh toán. Nó sẽ thì bạn ấy đã thanh toán cho mình xong, giờ mình sẽ trả tiền các bạn. Bạn đã thanh toán cho mình rồi. Bây giờ đã trả tiền xong, bây giờ bạn sẽ viết hóa đơn cho mình các bạn. Đây là đã thanh toán xong rồi các bạn. Đấy, thì thủ tục nó đơn giản thế thôi, có 2-3 cái thao tác ấn trên cây cây là xong. Đấy thì bây giờ mình đã thanh toán xong, mình sẽ đi về. Mình đã thanh toán xong và đi về để thông tin cho bên khách hàng, cho bên bán hàng là mình đã thanh toán các bạn, và chờ 1-2 ngày thì hàng sẽ gửi đến thôi. Đấy, mình đã điền thông tin của mình vào chỗ thanh toán rồi. Thì và giờ chắc nhận hàng rồi, bây giờ chỉ về báo cho họ là và nhận tiền thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
mà nếu thấy video bổ ích thì hãy đăng ký kênh, share và like ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào các bạn.